Dạ thưa sư, có một câu ban nãy sư giảng con cảm thấy chưa hiểu lắm là tại sao niết bàn lại là duyên chứ không phải do nhân quả ạ? Cảm ơn sư. Tại vì phàm những cái gì do nhân tạo thì cái đó còn là sankhara. Tức là phàm cái gì mà nó có nhân thì cái đó nó còn sanh diệt, mà niết bàn thì không có sanh diệt nữa.